với số thương cùng bao dân nhân gian ân tin. Chúa nhân hậu với hết mọi người, tỏ lòng khoan dung với muôn loài người đã dựng nên. Điều phải tán dương, tôi chung phải lên tiếng ca tụng, nói lên rằng nước Chúa vinh hiển. Hãy cùng tuyên dương Chúa ta thờ thực rất quyền uy. Ngày quang vinh sẽ luôn trường tồn đến ngàn thu.